Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Tình Một Đêm Với Trai Lạ của tác giả Tâm Từng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi tên là Diễm Quỳnh, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi đang làm nhân viên kinh doanh trong một công ty mỹ phẩm. Ngoài công việc ở công ty, tôi còn tranh thủ kiếm tiền trên nền tảng TopTop. Với thu nhập ổn định nên tôi tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Và cuộc sống hiện tại của tôi rất thoải mái, tự do, không ràng buộc. Tôi là người tự lập từ nhỏ nên tôi luôn nghĩ mình sẽ không kết hôn. Tôi sẽ sống cuộc sống tự do, đi làm kiếm tiền để đi du lịch khắp nơi và mua sắm những thứ mà tôi thích. Tôi luôn nghĩ chỉ cần tôi có nhiều tiền thì cô đơn không đáng sợ. Tôi nhìn mấy người bạn của tôi, họ lấy chồng rồi sinh con, suốt ngày chăm sóc chồng con rồi chăm sóc gia đình chồng. Còn bản thân thì giống người giúp việc cho cả gia đình. Đã thế rồi việc gì cũng tới tay. Không biết mọi người nghĩ sao về việc lấy chồng sinh con, chứ riêng bản thân tôi thì lấy chồng chính là đeo gông vào cổ. Và tôi, Diễm Quỳnh, tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tự do, muôn năm hạnh phúc. Trái với suy nghĩ của tôi thì cả gia đình tôi, bố, mẹ, anh trai, chị gái đều mong muốn tôi sẽ lấy chồng yên bề gia thất, giống anh trai và chị gái tôi. Gia đình tôi là gia đình tư bản, mẹ tôi tên Lan, 65 tuổi, bố tôi tên Thành, 68 tuổi. Ông bà là cán bộ về hưu nên tính cách và phương châm sống cực kỳ chuẩn mực. Anh trai tôi tên Công, anh là cảnh sát hình sự, đã có vợ có con đàng hoàng. Đã là cảnh sát thì anh tôi lại càng chuẩn mực hơn. Chị gái tôi tên Lam, trước học ngân hàng nhưng lấy chồng giàu. Hiện tại chị vào công ty của anh rể để quản lý công việc cùng chồng. Tôi học quản trị kinh doanh, tuy không bằng anh trai và chị gái, nhưng tôi lại có thêm nghề phụ nên thu nhập đủ sống. Sống trong một gia đình nề nếp gia giáo như vậy mà tôi lại không thừa hưởng được cái tính chuẩn mực của gia đình. Chính vì thế mà mẹ tôi suốt ngày mắng tôi là một mình một tính, không giống ai trong gia đình cả. Nhiều lần mẹ tôi còn nói rằng bà không tự đẻ ra tôi thì bà sẽ không bao giờ tin tôi là con đẻ của bà. Ban ngày tôi đi làm thì thôi, chứ tối về bố mẹ tôi lại ca bài ca muôn thuở. Tôi nghe nhiều tới mức ám ảnh luôn rồi. Ngày chủ nhật mới 7 giờ sáng nhưng tiếng mẹ tôi đã vang lên chói tai ở ngoài cửa rồi. Con Quỳnh đâu? Dậy mẹ bảo đây. Dậy đi, ngủ nhiều đầu óc mụ mị ngớ ngẩn đấy. Dậy nhanh, không mẹ phá cửa là con liệu hồn đấy. Tôi tỉnh ngủ luôn, tôi dậy và đi ra ngoài ăn sáng. Ngồi ăn sáng mà mẹ tôi vẫn không tha cho tôi. Bà bắt đầu bài ca muôn thuở. Dạo này không có thằng nào tán tỉnh con à? Không ạ. Trời ơi là trời, nhìn người đến nỗi nào đâu mà không có một ai theo đuổi là sao hả Quỳnh? Càng tốt, đỡ phiền phức mẹ ạ. Quỳnh, sao con có thể nói thế được? Năm nay con 28 rồi đấy, con không định lấy chồng hả? Bằng tuổi con, mẹ đã đẻ con rồi đấy. Mẹ cứ so bì làm gì, thời ngày xưa khác mà, với lại con cũng không muốn lấy chồng đâu. Con thích cuộc sống tự do thoải mái, lấy chồng rồi sinh con cái nheo nhóc, giờ còn bao nhiêu chuyện rắc rối nữa. Nói thật lấy chồng như đeo gông vào cổ, cấm có sai. Thế là mẹ tôi đánh vào lưng tôi mấy phát bộp bộp. Ui đau, sao mẹ đánh con? Mẹ tôi gắt lên. Không lấy chồng thì con định làm bà cô già hả? Mà nói thẳng ra, con gái là con người ta, nên nhà mình cũng không có chỗ chứa con. Thế nên con đi lấy chồng đi, nghe rõ chưa? Sao mẹ cổ hủ thế nhỉ? Bây giờ rất nhiều người chọn cách sống độc thân một mình, không phụ thuộc, không ràng buộc vào đàn ông, muốn làm gì thì làm, thoải mái tự do. Chứ lấy chồng làm gì cho mệt hả mẹ? Trời ơi là trời, con định sống cô độc cả đời hả? Rồi sau này con ốm đau thì ai chăm con hả? Sau này già yếu lủi thủi một mình không có ai bên cạnh thì con nhờ cậy vào ai? Đúng là con có lớn mà không có khôn, trứng đòi khôn hơn vịt. Tôi cười hì hì. Ôi trời, mẹ cứ lo xa thế, tới ngày đó còn xa lắm. Với lại xã hội hiện đại có tiền là có tất cả mà, mẹ không cần lo đâu. Cái con ngang bướng này, mẹ nói một câu cãi 10 câu, con với cái
Biết vậy ngày xưa mình không thèm đẻ nó ra rồi. Thằng Công với cái Lam nó đâu có vậy đâu. Thế mà đốc ra mình nó một mình một tính không giống ai trong nhà cả. Điền thế chứ lị. Mẹ lại chửi con rồi. Mẹ chửi con nhiều mẹ không mệt à? Con ăn sáng cũng không yên với mẹ nữa. Tôi nói xong rồi tôi vừa cầm đũa để ăn bún thì mẹ tôi giật luôn đôi đũa và bà cất luôn cả bát bún của tôi đi. Đã thế cho nó nhịn luôn. Ơ kìa mẹ, trời đánh cũng tránh miếng ăn. Thế mà mẹ lại cấm không cho con ăn. Con là con gái của mẹ đó. Tôi chịu, trường hợp này tôi xin từ chối nhận người thân. Thế thì con không cần ăn nữa. Tôi đứng dậy để đi vào phòng thì mẹ tôi quát. Ngồi xuống. Gì nữa mẹ, mẹ không cho con ăn. Giờ mẹ lại bắt con làm gì nữa? Chiều nay bác Thu và con trai bác ấy sang chơi. Con ở nhà chơi với bác ấy đi, thái độ tử tế một chút. Nếu không thì đừng trách mẹ. Ơ hay, bác Thu là bạn của mẹ. Thì mẹ mà đi tiếp bạn mẹ chứ, liên quan gì tới con đâu ạ? Con trai bác Thu, tên Mạnh Tuấn, mới ở Đức về. Thằng bé đẹp trai, tốt tính lắm. Gia đình bác Thu lại có điều kiện nữa. Con mà về làm dâu nhà bác ấy thì sướng cả một đời luôn. Tôi biết mẹ tôi lại đang tìm cách mai mối cho tôi, nên tôi nhăn nhó khó chịu nói. Mẹ lại mai mối cho con chứ gì? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Chuyện của con, tự con quyết định. Mẹ đừng có can thiệp vào mà. Tôi nói có thế thôi mà mẹ tôi nổi đoá lên chửi tôi như tát nước vào mặt. Bà nói nếu tôi mà không nghe lời bà thì bà từ mặt tôi luôn. Thế là tôi không còn cách nào khác là phải nghe lời mẹ. Buổi chiều ở nhà để gặp mặt con trai bà Thu. Bà Thu và bà Lan là bạn học cùng nhau ngày xưa. Tháng trước bà Thu và bà Lan gặp nhau trong buổi họp lớp. Hai bà ngồi nói chuyện với nhau rất ăn ý. Bà Thu có một cậu con trai 32 tuổi chưa lấy vợ. Còn bà Lan thì có cô con gái 28 tuổi chưa chồng. Hai bà cho nhau xem ảnh con mình rồi đi tới quyết định mai mối cho hai đứa trẻ. Hai gia đình lại quen biết nhau nên làm thông gia thì rất yên tâm rồi. Thế là hai bà quyết định sắp xếp để hai đứa trẻ gặp mặt nhau. Mạnh Tuấn con trai của bà Thu mới thành lập công ty riêng nên khá bận rộn. Thế nhưng bà Thu nói nhiều quá nên anh đồng ý đi cùng bà Thu cho bà vui lòng thôi. Còn chuyện kết hôn thì anh chưa nghĩ tới. Mạnh Tuấn tự lập từ nhỏ, bố anh có công ty riêng chỉ chờ anh về tiếp quản. Nhưng Mạnh Tuấn muốn tự lập, anh không muốn mang tiếng là dựa vào gia đình. Nên công ty anh mới thành lập 100% là vốn của anh. Anh cứ mải mê công việc, nên năm nay anh đã 32 tuổi rồi, nhưng anh vẫn chưa có bạn gái. Lần này không phải mẹ anh làm căng quá, thì anh đã không đồng ý đi cùng bà tới nhà đối tượng xem mắt rồi. Chuyện đi xem mắt đối với anh là một chuyện hết sức vô vị. Anh đi để vừa lòng mẹ anh thôi. Vì không được phép đi đâu nên Diễm Quỳnh nằm dài trên sofa. Bà Lan đi chợ mua bao nhiêu đồ ăn ngon về. Ơ con ơi, sao con vẫn nằm đây hả? Mẹ bắt con ở nhà, con không nằm ở đây thì con chạy đi đâu được chứ? Con dậy thay đồ đẹp đi, rồi qua chỗ cái Linh trang điểm, rồi làm tóc, đi nhanh lên con. Phải trang điểm nữa hả mẹ, cầu kỳ thế. Lần đầu gặp mặt quan trọng lắm, nhanh đi đi con. Thấy con gái vùng vằng không muốn đi, bà Lan liền nịnh con gái. Diễm Quỳnh, con gái ngoan, nghe lời mẹ, rồi mẹ cho con nuôi cún trong nhà. Diễm Quỳnh vốn rất muốn nuôi chó bông trong nhà, nhưng tính mẹ cô sạch sẽ nên bà không cho nuôi, vì bà sợ lông chó. Nay vì muốn con gái ngoan ngoãn gặp mặt con trai bà Thu, mà bà Lan phải đồng ý để con gái nuôi chó. Thế mới biết bà Lan mong Diễm Quỳnh lấy chồng nhiều như thế nào. Mẹ cho con nuôi chó thật hả mẹ? Ừ thật, mẹ không lừa con chứ. Mẹ lừa con làm gì, nào nhanh lên, đi trang điểm làm tóc đi. Vâng, con biết rồi. Tôi đi sang nhà con bạn thân, nó tên Linh. Nó làm ảnh viện áo cưới trang điểm cô dâu. Nó bằng tuổi tôi cũng chưa lấy chồng, nhưng nó vẫn hơn tôi, vì nó có bạn trai. Quỳnh, nay rảnh sang tao chơi cơ. Linh, trang điểm cho tao với. Hả, mày đi ăn cỗ đâu à? Được đi ăn cỗ thì đã ngon rồi. Chiều nay nhà tao có khách nên mẹ tao bắt tao phải trang điểm làm tóc đây. Khách gì mà mày phải đi trang điểm hay là... Mắt cái Linh tròn xoe. Đối tượng xem mắt của mày đúng không Quỳnh? Diễm Quỳnh thở dài buồn bã. Ờ, con trai bà Thu bạn mẹ tao. Hả, là thật sao? Người đó thế nào, có đẹp trai không? Tao đã gặp đâu, nhưng nhìn qua ảnh cũng tạm. Trời ơi, lạ à nha. Nay con bạn tao đồng ý xem mắt. Mày muốn lấy chồng rồi hả Quỳnh? Không. Ta vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhé.
Tao chỉ giả vờ nghe lời mẹ tao tí thôi. Ngày mai tao lại trở về nguyên bản nhé. Thật ra lấy chồng cũng tốt mà. Sao mày không thử nghĩ tới chuyện đó nhỉ? Thôi thôi, tao không muốn nghĩ đâu. Này, trang điểm cho tao đi, không mẹ tao gọi giờ đó. Ừ, tao biết rồi. Thế bạn trai mày đâu? Sao tao không thấy xe ngoài kia? Bạn trai tao đi công tác rồi, chắc tuần nữa mới về. Bạn trai mày làm gì mà một tháng đi công tác 25 ngày thế? Lâu lắm rồi tao không thấy mặt luôn. Mày coi chừng kẻo lại mọc cả đống sừng trên đầu nhé. Không có chuyện đó đâu, bạn trai tao không phải người như vậy. Mày cứ ở nhà mà nói đi, bạn trai mày đợt này đi vắng suốt thế? Hay là nó có con nào ở bên ngoài rồi? Chắc chắn không có đâu, anh yêu tao lắm, yên tâm đi. Ờ, tao chỉ nhắc vậy thôi. Mày là người trong cuộc, mày tự lo thôi. Ừ, mà thôi, mày ngồi im để tao còn trang điểm, không làm hết bây giờ. Bà Thu cứ đi ra đi vào, sốt ruột chờ đợi. Mạnh Tuấn ở bên ngoài đi vào. Con về rồi đây ạ. Trời ơi, cái thằng này, mẹ đã dặn con về sớm rồi mà bây giờ mới về. Nhanh lên, chúng ta tới nhà bà Lan không muộn. Vâng, con dở chút việc, chúng ta đi thôi mẹ. Nhanh lên con. Bà Lan đứng ở cổng chờ đợi khách quý, còn Diễm Quỳnh thì ngồi gọt trái cây, gọt được miếng nào là cô thả vào mồm nhai luôn. Bà Lan đi vào thấy liền nói. Trời ơi, con gái con lứa chả có ý tứ gì cả. Mẹ dặn gọt trái cây để ra đĩa mời khách, mà gọt bao nhiêu thả hết vào mồm, duyên dáng nhở. Còn đây mà mẹ lo gì, với lại khách ngại chả ăn mấy đâu nên con ăn trước cho đỡ phí. Thôi thôi, chuẩn bị đi, khách sắp tới rồi. Diễm Quỳnh thấy mẹ căng thẳng hồi hộp, cô bật cười. Cô là nhân vật chính mà cô còn không thấy hồi hộp thì thôi. Thế mà mẹ cô lại hồi hộp như thế. Khách tới rồi, con mau đi cùng mẹ ra đón khách đi, nhanh. Diễm Quỳnh và bà Lan ra cổng chào đón bà Thu và Mạnh Tuấn. Hai bậc phụ huynh vừa nhìn thấy con dâu và con rể thì gật đầu hài lòng. Hai bà ưng lắm rồi, nhưng hai đối tượng xem mặt thì chẳng thèm nhìn nhau một lần. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau. Bà Thu và bà Lan là bạn nên nói chuyện với nhau rất thoải mái. Thế nhưng hai đối tượng xem mắt thì ngồi chơ ra đó, khuôn mặt cả hai không chút cảm xúc nào. Để hai bạn trẻ có cơ hội nói chuyện với nhau, bà Lan liền dẫn bà Thu ra vườn cây trái của mình để hái bưởi và hái nho. Hai phụ huynh đi khỏi thì không khí trong nhà im lặng luôn. Mạnh Tuấn và Diễm Quỳnh vẫn không nhìn nhau. Sau đó cả hai lấy trái cây ăn thay vì nói chuyện làm quen với nhau. 10 phút im lặng thì Mạnh Tuấn bắt đầu lên tiếng. Thật ra hôm nay tôi tới đây là vì mẹ tôi thôi, chứ tôi không có ý gì với cô Quỳnh cả. Thế nên cô đừng lầm tưởng nhé, cô Quỳnh không phải gu của tôi đâu. Người như tôi thì làm sao? Diễm Quỳnh lúc này mới nhìn Mạnh Tuấn từ đầu xuống chân và chê. Nói thật, tôi nhìn anh chẳng có gì mê nổi, mặt thì vênh váo. Kiểu nói chuyện thì bố đời mẹ thiên hạ, toàn thân không có gì nổi bật, nói chung rất dở tệ. Cô Quỳnh nghĩ mình là nữ hoàng sao? Cô soi gương nhìn lại bản thân mình đi chứ. Anh cũng ngắm lại mình trong gương đi. Mạnh Tuấn sầm mặt lại và nghĩ, sao mẹ mình lại mai mối cho mình cô gái lấc cấc này nhỉ? Trên đời này hết con gái tử tế rồi sao? Diễm Quỳnh cắn miếng táo mà cô thấy bực. Anh ta nghĩ mình cần anh ta lắm à? Đúng là đồ tự mãn. Xin lỗi, người như anh cho tôi thì tôi còn đánh cho ấy, ở đó mà cao ngạo. Bà Thu và bà Lan đi dạo ngoài vườn bưởi. Hai bà bạn rất hào hứng cho lần mai mối kết thông ra lần này. Bà Thu còn nắm tay bà Lan khá thắm thiết. Nếu thằng Tuấn nhà tôi mà lấy được con bé Quỳnh nhà bà thì tốt quá. Thằng Tuấn nhà tôi khó tính lắm bà ạ. Tính nó như vậy tôi sợ con bé Quỳnh chê nó. Bà Lan liền nói. Con Quỳnh nhà tôi cũng ngang bướng lắm. Tôi sợ thằng Tuấn không đồng ý. Chúng ta phải làm sao bà nhỉ? Chúng ta phải mai mối bằng được vụ này bà ạ. Nhỡ hai đứa ngang ngạnh không chấp nhận thì phải làm sao đây? Thế chúng ta định chịu thua hai đứa à? Chúng ta là mẹ bọn chúng mà. Chúng ta mà thua là bọn trẻ nó cười vào mặt chúng ta đấy. Bà Thu gật đầu lia lịa. Đúng rồi, chúng ta không thể thua bọn trẻ được. Vậy chúng ta cùng bắt tay hợp sức nhé. Lần này phải vun vén thành công, để hai đứa thành đôi luôn bà nhé. Vâng vâng, giờ tôi có ý như thế này bà xem có được không? Được được. Trong khi hai bậc phụ huynh bàn bạc ở ngoài vườn cây, ở trong nhà hai đối tượng xem mắt thì mỗi người một mặt không ai nói chuyện với ai. Mạnh Tuấn lấy điện thoại ra lướt xem top top, còn Diễm Quỳnh ngồi ăn táo và lẩm bẩm nói. Mẹ làm gì mà lâu thế? Không về để cái tên của nợ này biến đi, về cho đỡ ngứa mắt.
Mạnh Tuấn để điện thoại xuống bàn. Cô Quỳnh vừa nói gì đấy? Tôi không nói mà tôi đang hát đấy, nghe lén à? Giờ thì tôi biết vì sao cô Quỳnh tới giờ vẫn chưa có bạn trai rồi. Kiểu ngang bướng và vô duyên như cô, tôi nghĩ cách cô Quỳnh không thể có bạn trai được đâu. Đừng cố tìm vô ích. Diễm Quỳnh tức muốn tăng xông luôn, cô nghiến răng nói. Anh xem lại bản thân anh đi, hình như anh hơn tôi 4 tuổi đấy. Tôi mới 28 mà anh đã nói tôi như vậy rồi. Thế anh 32 tuổi thì ế tiền đình luôn rồi nhỉ? Cảm giác không có bạn gái thế nào, có thú vị lắm không anh? Thế thì cô Quỳnh nhầm rồi, tôi tuy không có bạn gái nhưng tôi có bạn tình, thích thì vơ cả đống luôn đó. Diễm Quỳnh nhếch mép chê. Những thứ mà thích thì vơ cả đống như anh nói, chắc chắn là hàng kém chất lượng. Chỉ cần cho tiền là cun cút chạy theo, thế thì chẳng ra gì. Như vậy anh là người ăn tạp, không mấy sạch sẽ rồi. Cẩn thận có ngày mang thêm đống bệnh vào người anh nhé. Mạnh Tuấn tức điên lên, anh giận dữ đập bàn dầm một phát. Cô, thì sao? Tôi nói không đúng hả? Mạnh Tuấn tức quá, anh đứng dậy và đi thẳng ra ngoài xe ô tô. Anh ngồi trong xe ô tô chở mẹ, anh không thể ngồi nói chuyện cùng Diễm Quỳnh được nữa. Càng nói chuyện với nhau thì hai người càng khịa nhau nhiều hơn. Càng nói chuyện thì bất đồng quan điểm càng nhiều hơn. Có khả năng ngồi nói chuyện lâu là đánh nhau luôn, chứ không phải chuyện đùa. Bà Thu và bà Lan ở ngoài vườn đi về thấy Diễm Quỳnh ngồi một mình. Hai bà ngạc nhiên nhìn nhau. Ơ, Mạnh Tuấn đâu rồi nhỉ? Mạnh Tuấn mở cửa xe và gọi. Mẹ ơi, con ở đây, chúng ta về thôi mẹ. Bà Thu và bà Lan thấy tình hình chắc rất bất ổn, nên Mạnh Tuấn mới ra xe ô tô ngồi như vậy. Sau khi bà Thu và Mạnh Tuấn về, bà Lan đi vào nhà hỏi Diễm Quỳnh. Con lại gây chuyện rồi đúng không? Tư thản nhiên nói. Mẹ kỳ thật, sao mẹ lúc nào cũng nghĩ con là người gây chuyện chứ? Mà mẹ tìm cho con một người tử tế đi mẹ. Còn cái tên Mạnh Tuấn đó không được đâu ạ. Tại sao lại không được? Nhìn thằng bé tử tế đàng hoàng, ăn nói lịch sự lễ phép như thế, con còn muốn thế nào nữa hả? Anh ta lịch sự với mẹ thôi, còn cách anh ta nói chuyện với con rất mất lịch sự. Anh ta còn chê con thậm tệ đó. Một người như thế thì sao con có thể lấy làm chồng được chứ? Có con mất lịch sự thì có, con muốn phá hỏng mọi thứ để con không phải lấy chồng chứ gì. Mẹ còn lạ gì tính con nữa. Mẹ cũng nói luôn, nếu con cứ ngang bướng không nghe lời mẹ, mẹ từ mặt con luôn đấy. Mẹ à, sao mẹ vô lý như vậy? Con không làm gì sai cả. Là do anh ta kiếm chuyện với con trước mà. Sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con là người gây chuyện chứ? Vì mẹ đẻ ra con đó, con như thế nào mẹ lại không biết hay sao? Tối thứ bảy chúng ta có lịch hẹn đi ăn tối với gia đình bà Thu. Con liệu mà Thu xếp, nếu không thì đừng trách mẹ. Lại gặp gì mà lắm vậy? Đừng có cằn nhằn, đi nấu cơm đi. Diễm Quỳnh vùng vằng đi vào bếp nấu cơm, cô bất mãn không chịu được. Cái tên Mạnh Tuấn đó có gì tốt đẹp mà mẹ cô cứ bắt cô phải đi gặp chứ, phiền chết đi được. Cô vùng vằng trong bếp, tiếng mẹ cô chửi vọng từ ngoài vào. Nấu cơm cho hẳn hoi, đồ đạc bị vỡ thì cứ liệu hồn. Vâng, con biết rồi, thế còn chuyện nuôi chó thì sao đây? Tối con đi bắt chó về nuôi nhé mẹ. Bắt về tao đập chết. Ơ, mẹ hứa nếu con gặp Mạnh Tuấn thì mẹ cho con nuôi chó mà. Đúng là vậy, nhưng thái độ con lấc cấc lại còn đuổi khách như thế, thì khỏi nuôi luôn đi, mệt. Diễm Quỳnh tức chết muốn giãy đành đạch luôn rồi. Mạnh Tuấn lái xe chở mẹ về, anh hậm hực trách mẹ. Sao mẹ có thể mai mối cho con cái đứa lấc cấc ngang ngược như thế hả mẹ? Bà Thu quát, con bé ngoan lễ phép như thế, lấc cấc ở chỗ nào, ngang ngược ở chỗ nào? Mẹ nói cho con biết, con mà không hẳn hoi thì con ế vợ cả đời luôn đấy. Mạnh Tuấn mặt vênh lên. Mẹ nhầm rồi, con huýt sáo một cái là cả đống chạy theo con luôn. Mẹ thích thì lát con dẫn gái về nhà luôn. Thôi thôi, con gái nhà lành tử tế mới đáng nói. Chứ mấy cái đứa hư hỏng suốt ngày ăn rồi chạy theo đàn ông để moi tiền thì không có giá nhé. Mẹ nói nặng lời rồi, đâu phải ai cũng hư hỏng đâu. Phải, không hư hỏng mà mặc áo thiếu vải lố lăng thế. Thế mới đẹp mới thu hút, đâu như cô gái nửa đàn ông nửa đàn bà kia đâu. Gu thẩm mỹ của mẹ hơi quê rồi ạ. Bốp bốp, này thì quê này, quê này. Bà Thu đánh vào vai Mạnh Tuấn. Á, đau, sao mẹ đánh con? Con nói có gì sai đâu chứ. Con đừng có mà chống đối mẹ, nếu không thì đừng trách mẹ. Mẹ nói con không được, mẹ sang Đức mẹ ở luôn, mẹ không về với con nữa đâu. Vâng vâng, con nghe lời mẹ mà, mẹ ở nhà với con mẹ nhé. Mạnh Tuấn rất sợ bà Thu giận anh rồi đi sang Đức. Vì bà Thu bị bệnh tim, sức khỏe của bà không tốt, nên Mạnh Tuấn không yên tâm để mẹ sống bên Đức một mình.
anh muốn sống cùng mẹ anh để tiện chăm sóc bà. Bố anh mấy năm nay ở riêng, ông ấy cũng bận việc của ông ấy. Bố mẹ anh sống ly thân 5 năm rồi, nên mẹ anh suốt ngày lủi thủi một mình. Anh cố gắng chiều theo ý mẹ để mẹ anh vui vẻ. Anh có thể làm tất cả mọi việc vì mẹ, nhưng riêng việc kết hôn để yên bề gia thất thì anh vẫn chưa làm được. 8 giờ tối tôi đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Linh à, gọi gì bảo tao thế? Tiếng con Linh bạn thân của tôi gào ầm lên khiến tôi giật bắn cả người. Quỳnh ơi, mau giúp tao, cứu tao với. Ơi, tao đây, mày bị sao thế? Mày nói đúng rồi, thằng Quân cắm sừng tao rồi, Quỳnh ơi. Đấy, tao nói mày còn bênh nó cơ. Nó cắm sừng mày thì mày đá nó luôn, yêu thằng mới cho tao. Nhưng tao cay lắm, tao muốn đấm cho hai chúng nó một trận đã. Mày đi đánh ghen cùng tao đi. Thế giờ đi luôn à? Ừ, tao qua đón luôn giờ, mày ra cổng đi. Ok. Tôi thay quần áo và chạy xuống dưới nhà thì tôi gặp mẹ tôi ở cửa. Quỳnh, chạy đi đâu đấy? À, con đi chơi với cái Linh một lát, con về sớm ạ. Không đi đâu hết, ở nhà. Con đi với cái Linh mà mẹ cũng cấm là sao? Thái độ không tốt nên ở nhà. Tôi bắt đầu lật kèo để dọa bà. Mẹ không cho con đi thì thứ bảy con sẽ không đi cùng mẹ đâu. Lúc đó có người bị mất mặt sáng chịu. Mẹ tôi tức lắm, nhưng vì bà muốn tôi đi cùng bà để gặp bà Thu và con trai bà Thu, nên mẹ tôi bắt đầu hạ giọng xuống. Con cứ đi chơi với cái Linh đi, nhớ về đúng giờ là được. Vâng, con đi đây ạ. Mẹ tôi nghiến răng kèn kẹt. Nhớ tối thứ bảy đấy, con mà gây chuyện thì mẹ cạo đầu con. Vâng vâng, mẹ yên tâm. Tôi chạy ra ngoài cổng thì cái Linh phóng xe tới. Nay đi đánh ghe nên nó lái con xe mô tô chiến, nhìn nó ngầu đét luôn. Nó xinh gái đa tài thế mà cứ yêu thằng nào là bị thằng đó cắm sừng, nghĩ cũng chán lắm cơ. Lên xe đi. Thế thằng chó đang ở đâu? Ở nhà nó, mẹ nó chứ. Nó bảo nó đi công tác. Nó công tác ở nhà riêng với bồ mới. Tao cay quá. Thế thì phải đập nó. Mày đi đánh ghen mỗi người không thế à? Tao không cần đồ, mày có võ mà. Mày đấm lệch mồm nó cho tao là được. Tưởng gì chứ, chuyện nhỏ. Con Linh chở tôi tới nhà bạn trai của nó. Lúc đó thằng Quân với con bé kia đang ở trong nhà. Cửa cổng thì khóa bên trong. Nó khóa cửa sao vào được đây? Đây, tao có chìa. Yêu nó mấy năm liền, cái chìa khóa còn không có thì nói chuyện làm gì? Được đấy. Con Linh nhẹ nhàng mở cửa, tôi và nó nhẹ nhàng đi vào bên trong nhà lão Quân. Lão Quân đang hú hí với gái ở trong phòng. Tôi với con Linh cứ từ từ mà đi vào. Đây là tình huống đi đánh ghen mà tôi thấy nhẹ nhàng nhất. Không ầm ĩ, không chửi mắng. Hai đứa con gái đi đánh ghen còn không mang theo đồ nghề gì mới lạ chứ. Cánh cửa phòng ngủ hé mở. Thằng Quân với con bé kia đang chơi trò con bò nhiệt tình lắm. Con bé kia ở trên lắc ầm ầm như ngáo đá vậy. Con Linh đạp cửa đi vào cất tiếng chào hỏi. Hế lô thằng Tồi và con đĩ khốn nạn. Thằng Quân và đứa kia giật bắn cả người. Con bé vội tụt xuống tìm chăn để che người. Nhưng không may cho nó là cái chăn đang ở dưới chân tôi. Thằng Quân sợ quá, mặt dần tái, hai tay thì run lật bật. Con chim thì run tít lại bé tí tẹo như con đỉa đói. Đùa chứ giờ có cầm nhíp mà khều ra chắc cũng không khều ra nổi. Thằng Quân ấp úng hỏi. Linh, sao em lại tới đây? Tao tới để tìm chúng mày, hỏi ngu quá vậy. Đứa con gái sợ quá vội chạy ra bàn để lấy quần áo. Thì tôi cầm quần áo của nó và ném ra cửa sổ. Ai bảo chúng nó mở cửa sổ làm gì cơ chứ? Quân vội vàng giải thích. Anh không hề thích cô ấy, chỉ là anh muốn có thêm kinh nghiệm để biết thôi. Người anh yêu và muốn lấy làm vợ là em, Linh ạ. Mẹ thằng chó chết, Diễm Quỳnh đấm vỡ mồm nó cho tao. Tôi nhân cơ hội thương lượng với con Linh luôn. Được luôn, tao đấm vỡ mồm hai đứa chúng nó. Nhưng tao thích cái túi LV. Rồi rồi, chuyện nhỏ, chốt. Đấy, vừa đi đánh ghen, tôi vừa chốt được cái túi LV không đồng nữa đó. Bạn tôi nó giàu mà. Thằng Quân biết tôi có võ nên nó lùi lại phòng thân. Con bồ nó định chạy ra ngoài thoát thân thì tôi tung cho một đá vào giữa mặt khiến nó ngã nhào. Sau đó tôi lao lại đạp cho con bé đó 5 phát vào giữa mặt khiến máu mồm máu mũi nó chảy ra. Con nhân tình đã giải quyết xong, giờ thì tới lượt thằng Quân đáng ghét. Thằng Quân cầm cái gối ném tôi đạp cái gối bay ra, rồi tôi lao lại đấm cho thằng Quân 2 phát vào mồm. Tiện thể xúc cho nó 1 phát vào giữa háng, để con chim họa mi ngừng hót luôn. Sau đó tôi ấn đầu nó xuống đất,
Hai đứa chúng nó bị đấm sấp mặt cuống quýt xin tha. Đã xong, giờ mày cần gì nữa không? Cây Linh nó lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh làm kỷ niệm rồi bảo tôi. Thế thôi, chúng ta đi thôi Quỳnh. Ok. Màn đánh ghen nhanh gọn kéo dài không quá 5 phút. Cái Linh nó rất tin tưởng ở tôi, bởi nó biết tôi học võ 12 năm chỉ để đấm bao cát qua ngày mà. Hai đứa đánh ghen xong rồi chở nhau về. Trên đường về thấy nó buồn nên tôi động viên nó. Buồn làm gì, không có thằng này thì có thằng khác. Mày đẹp, mày có quyền mà. Ừ, tao buồn nốt đêm nay, mai rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Suy nghĩ ít thôi, sau này sẽ có một người tử tế dành riêng cho mày. Tự dưng nó dừng xe lại. Ừ, tao biết rồi. Tự dưng tao muốn uống rượu quá, tao với mày đi bay đi. Đi bay sao? Mẹ tao biết, mẹ tao đánh chết đấy. Cứ để tao tính cho, đưa điện thoại mày đây. Đây, mày tính làm gì? Con Linh lấy điện thoại và ấn số gọi cho mẹ tôi. Alo, dạ con chào bác, con là Linh đây ạ. Ơ, con đây à, có chuyện gì không con? Dạ hôm nay con đau bụng, nên con xin bác cho cái Quỳnh ngủ lại với con một đêm, rồi mai Quỳnh về có được không bác? Con sợ đêm hôm con đau bụng lại không có ai giúp con bác ạ. Ờ, được mà, thế con đau bụng thế nào thế con? Dạ con mới mổ ruột thừa ạ, giờ vẫn còn hơi đau. Ôi khổ thân con, thế cứ để cái Quỳnh ngủ lại với con, một mình con bác cũng không yên tâm. Dạ con cảm ơn bác ạ. Không có gì con nhé. Tôi nghe con Linh nói chuyện điện thoại mẹ tôi mà tôi rùng mình. Mày nói dối như thật luôn hả? Tao mà lị, giờ thì chúng ta đi bay thôi. Tôi với con Linh tới một ba rượu lớn, hai đứa quẩy tới bến luôn. Con Linh nó thất tình nên nó uống quá trời quá đất, rồi nó liên tục bắt tôi uống cùng nó. Tôi nhìn bộ dạng của nó mà tôi ngán ngẩm. Đấy, yêu đương cho lắm vào, rồi bị mọc sừng tùng lum, rồi đau khổ vì bị phản bội. Đấy, cứ tôn thờ như tôi có phải thích không? Chẳng phải đau khổ vì ai, chẳng phải lụy ai cả. Cuộc sống tự do thoải mái vô cùng. Diễm Quỳnh cạn ly. Tao say lắm rồi, không uống nổi nữa đâu. Mày không thương tao à? Có, tao thương mày mà. Thương thì uống rượu với tao đi, tao muốn say để quên đi tất cả. Ờ, uống thì uống. Cạn ly. Mạnh Tuấn lái xe tới ba rượu, anh quản lý gọi. Sếp, sếp lên phòng đi, ông Ngô đang đợi ạ. Ừ, mang rượu ngon lên cho tôi. Vâng sếp. Mạnh Tuấn đi lên tầng trên, thì anh nhìn thấy cô gái mà mẹ anh mai mối cho anh. Anh nhếch mép cười. Diễm Quỳnh, cô ta cũng tới những nơi như thế này sao? Thế mà mẹ mình nói cô ta ngoan hiền, là con gái nhà lành cơ đấy. Mạnh Tuấn không mấy quan tâm tới Diễm Quỳnh. Anh đang định đi về phòng vì ông Ngô đối tác làm ăn của anh đang chờ. Thì Diễm Quỳnh gọi. Ê tên kia, Mạnh Tuấn nóng mặt. Cô ta lấc cất quá mà. Diễm Quỳnh say ngoắc cần câu nên không nhận ra Mạnh Tuấn. Cô còn tưởng anh là một nhân viên nào đó. Cô cất giọng lè nhè. Ê cu. Mạnh Tuấn thở dài, anh kìm nén rồi nghĩ. Không được chấp người say rượu. Dù sao cô ta cũng là khách tới ba rượu của mình. Khách hàng là thượng đế. Tuyệt đối không được nhai đầu khách. Mạnh Tuấn cố tỏ vẻ bình thường. Có chuyện gì vậy? Diễm Quỳnh lè nhè hỏi. Cu, mày cho chị hỏi nhà vệ sinh đưa hướng nào, chị tìm mãi mà không thấy. Mẹ nó, chị sắp đái ra quần rồi. Phiền chị đi thẳng rồi rẽ trái. Đi phải rẽ trái, cảm ơn cu. À đây, chị bo cho cu. Diễm Quỳnh móc trong túi ra tờ 500 ngàn rồi túm lấy cổ áo Mạnh Tuấn và nhét vào trong ngực anh. Cách cư xử của Diễm Quỳnh khiến Mạnh Tuấn hoang mang. Đây là cô gái ngoan hiền tử tế mà mẹ mình nói sao? Mẹ mình mà nhìn thấy cảnh này chắc bà sốc luôn quá. Mạnh Tuấn chưa biết phải làm sao thì Diễm Quỳnh vỗ mông anh bộc một phát, khiến anh càng thêm hoang mang. Nhận đi, không phải ngại đâu em ạ. Thôi, chị đi đái đây. Buồn đái bỏ mẹ rồi. Diễm Quỳnh bước đi lảo đảo vào trong nhà vệ sinh. Do say quá nên cô gục mặt xuống bồn cầu và ngủ luôn. Linh nhìn ngó mãi mà không thấy Diễm Quỳnh đâu cả, cô mới hỏi nhân viên. Em có thấy bạn chị đi đâu không? Bạn chị là người mời em uống rượu ban nãy đó. Dạ hình như em thấy chị ấy ra cửa rồi ạ. Thế à, cảm ơn em. Linh đi ra ngoài, cô lẩm bẩm chửi. Nó trốn mình à? Đã bảo là uống với mình hết đêm rồi mà. Linh gọi điện cho Diễm Quỳnh không được, cô mới nhắn tin. Mày đang đâu đấy? Đi đâu sao không bảo tao? Linh bắt xe taxi về nhà rồi cô lên giường ngủ say như chết. Linh cứ nghĩ Diễm Quỳnh trốn đi về rồi. Nhưng Linh đâu biết rằng Diễm Quỳnh vẫn ngủ ở trong bồn cầu ở quán bar cả tiếng đồng hồ mà chưa tỉnh giấc.
Mạnh Tuấn ngồi bàn công việc với ông Ngô suốt một tiếng liền. Anh cũng uống khá nhiều rượu. Sau khi ông Ngô ra về, anh mới đi về phòng nghỉ ngơi của mình. Quán bar này là của anh và có phòng nghỉ ngơi để anh nghỉ mỗi lần anh tới giải quyết công việc. Anh đi về phòng xem sổ sách, tự dưng nghĩ tới Diễm Quỳnh lúc nãy anh bật cười. Cô gái lấc cấc đó đã về chưa nhỉ? Mạnh Tuấn tự dưng lại tò mò, muốn biết cô gái đặc biệt ấy đã về chưa? Thế là anh mới đi xuống tầng 2 để xem có thấy Diễm Quỳnh ở đó không. Nhưng anh nhìn xung quanh không thấy Diễm Quỳnh đâu cả, anh nghĩ chắc cô ta về rồi. Anh định quay về phòng thì anh thấy Diễm Quỳnh đi ra từ phía nhà vệ sinh. Cái gì đây? Không phải cô ta vẫn ở trong nhà vệ sinh từ lúc đó đấy chứ? Diễm Quỳnh ngủ ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng cô mới tỉnh giấc. Cô đi về phía bàn của mình ngồi và hỏi nhân viên. Em, bạn chị vừa ngồi đây đi đâu rồi? Bạn chị đi về rồi ạ. Cái con này, nó say tới mức lú lẫn rồi. Lôi mình đi uống rượu bằng được. Xong cái nó quên mình ở đây luôn vậy. Là sao đây? Dạ, chị say rồi. Chị về nhà nghỉ đi chị. Tự dưng bị nhân viên đuổi khéo, Diễm Quỳnh tức mình quát. Say cái gì mà say? Em nhìn mặt chị giống đang say lắm hả? Chị còn lâu mới say nhé. Mang rượu ra đây cho chị. Dạ dạ, em xin lỗi. Đây, rượu của chị đây ạ. Bực mình, em cứ liệu hồn đấy. Chị sẽ gặp sếp của em, để sếp của em xử lý em thế nào. Em xin lỗi chị, lần sau em không dám nữa ạ. Thôi được rồi, lần này chị bỏ qua. Lần sau em coi chừng chị đấy. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Mạnh Tuấn ngồi ở gần đó nhìn Diễm Quỳnh, anh lắc đầu. Mình sẽ chụp lại mấy ảnh say xỉn này của cô ta. Sau đó mình sẽ cho mẹ mình xem. Mình muốn biết, nếu mẹ mình biết mấy chuyện này thì mẹ mình còn ép mình qua lại với cô ta hay không? Mạnh Tuấn lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh say xỉn của Diễm Quỳnh, rồi anh mỉm cười. Ngày mai mình sẽ cho mẹ mình xem đoạn video này, chắc mẹ mình sẽ sốc lắm. Anh quay xong thì có điện thoại nên anh ra ngoài nghe điện thoại. Ở bên trong có một người đàn ông đang ngồi uống rượu một mình, mắt ông ấy nhìn Diễm Quỳnh chăm chú. Sau đó người đàn ông cho viên thuốc vào ly rượu và cầm sang bàn Diễm Quỳnh đang ngồi. Chào em gái. Diễm Quỳnh vui vẻ chào hỏi lại. Chào anh. Em gái sao lại ngồi uống rượu một mình thế? Bạn em đâu? Bạn em nó về rồi ạ. Vậy anh ngồi với em nhé. Anh cũng ngồi một mình. Vâng. Em uống vị dâu hả? Ngọt ngào dịu mát. Anh lại thích vị nho huyền bí. Nho huyền bí ư? Đúng vậy. Em có muốn thử không em gái? Lúc này Diễm Quỳnh say rồi. Cô có phân biệt được gì đâu. Cô chỉ nghĩ uống thêm một ly rượu thôi mà. Còn vấn đề người đàn ông này muốn lợi dụng cô say để sàm sỡ thì cô xin lỗi, anh ta chưa đủ trình. 12 năm cô học võ chỉ để tự vệ và lâu lâu đi đánh ghen hộ cái linh thôi, nên anh ta mà sàm sỡ thì cô đấm anh ta vỡ hàm. Thử thì thử. Cô cầm ly rượu anh ta đưa và uống một hơi hết sạch. Cô nghĩ đơn giản đây chỉ là một ly rượu nho, thế nhưng vấn đề nghiêm trọng ở đây chính là trong ly rượu anh ta đưa có viên thuốc kích dục. Rượu ngon đúng không em? Em có muốn uống thêm ly nữa không? Được thôi, chuyện nhỏ mà. Diễm Quỳnh càng say, cô ta càng bốc đồng. Uống thêm một ly nữa, người đàn ông kia nhếch miệng cười rồi buông lời tán tỉnh cô. Tuyệt lắm, em đúng gu của anh luôn. Anh tên Thế, 35 tuổi, chưa có bạn gái, còn em? Em tên Quỳnh, 28 tuổi, em không có bạn trai. Vậy nếu anh muốn làm bạn trai của em thì sao? Không cần thiết. Em không có nhu cầu. Sao vậy? Có bạn trai rất tuyệt đó. Sao em không thử một lần chạm vào đàn ông? Biết đâu em sẽ nghiện. Vừa nói người đàn ông đó vừa đẩy tay lên đùi cô. Cô gạt tay anh ta và buông lời cảnh cáo. Cẩn thận cái tay của anh, nếu không anh sẽ hối hận đấy. Em gái tính nóng như kem nhưng rất đáng yêu, anh thích. Diễm Quỳnh thấy hơi bực, cô định vả cho người đàn ông mất dạy này mấy phát. Nhưng cô thấy người bắt đầu khó chịu. Cảm giác cơ thể cô rất lạ, toàn thân cô nóng bừng bừng, những vùng nhạy cảm trên cơ thể bắt đầu có cảm giác. Mình bị sao thế này? Người đàn ông thấy Diễm Quỳnh bắt đầu ngấm thuốc, thì anh ta tiến sát lại gần cô và nói nhỏ vào tai cô. Em muốn thử cảm giác mới lạ không? Đi với anh đi. Cơ thể Diễm Quỳnh run lên, cô đang bị thuốc khống chế nhưng cô vẫn cố gắng đẩy người đàn ông kia ra. Tránh ra, nếu không tôi sẽ đấm vỡ mồm anh đấy. Em gái lại nóng tính rồi. Nào về thôi, anh đưa em về. Hôm nay uống thế đủ rồi.
Diễm Quỳnh đẩy người đàn ông ra và cô lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh. Người cô khó chịu quá, cô muốn đi rửa mặt cho tỉnh. Cô từng say rượu mấy lần rồi, nhưng lần này cô thấy mình lạ nhất. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông đó thấy Diễm Quỳnh đi về hướng nhà vệ sinh. Anh ta mỉm cười rồi đi theo. Đứng lại. Tiếng nói của người đàn ông vang lên phía sau. Người đàn ông kia quay lại. Có chuyện gì? Mạnh Tuấn vừa chứng kiến những hành vi xấu của người đàn ông kia với Diễm Quỳnh, nên anh đi theo để ngăn lại. Đây là nhà vệ sinh nữ. Anh là đàn ông, anh vào đó làm gì? Bạn gái tôi say rượu, tôi vào xem cô ấy thế nào. Mạnh Tuấn nhếch mép cười. Anh nói cô ấy là bạn gái anh, vậy tôi hỏi, nhà cô ấy ở đâu nào? Người đàn ông kia ngập ngừng nói, đó không phải việc của anh. Tôi chỉ vào xem cô ấy có sao không, rồi tôi đưa cô ấy về thôi. Mạnh Tuấn trừng mắt nói, tôi cho anh một phút để ra khỏi đây, trước khi tôi gọi cảnh sát. Một phút bắt đầu. Người đàn ông kia tức lắm, nhưng anh ta không làm gì được Mạnh Tuấn. Không còn cách nào khác, anh ta đành phải đi về. Mạnh Tuấn gãi đầu rồi thở dài. Tại sao mình lại giúp con nhỏ lấc cấc đó nhỉ? Thôi kệ đi, thấy người ta gặp chuyện mà mình không giúp người ta, thì mình lại thấy áy náy. Mạnh Tuấn từ từ vào nhà vệ sinh nữ. Anh thấy Diễm Quỳnh đang vỗ nước vào mặt. Cô móc họng để nôn ra nhưng không nôn được. Mạnh Tuấn cầm khăn giấy lại đưa cho cô. Cô ổn chứ? Diễm Quỳnh không ổn chút nào, toàn thân cô vô cùng khó chịu. Cô đứng vặn vẹo rồi hai tay bóp lấy ngực mình. Tôi bị làm sao rồi ấy? Làm ơn giúp tôi đi mà. Cô uống phải thuốc kích dục rồi, đi theo tôi sẽ giúp cô. Tôi không đi nổi nữa. Mạnh Tuấn thở dài rồi bế vác Diễm Quỳnh lên phòng riêng của anh. Anh bế cô vào nhà tắm và xả nước lạnh lên người cô. Cô chịu khó một chút đi, một lát sẽ đỡ hơn. Nhưng nước lạnh không thể làm giảm sự ham muốn đang bốc hỏa của Diễm Quỳnh. Cô bắt đầu lột tung quần áo của mình ra. Cô nằm rên rỉ đầy ma mị. Mạnh Tuấn thấy ngại, anh vội quay mặt đi. Nhưng Diễm Quỳnh đã túm lấy anh kéo lại. Cô ôm lấy người anh khiến anh ướt hết. Diễm Quỳnh, cô làm cái trò gì vậy hả? Mau bỏ tôi ra. Làm ơn ở bên tôi có được không? Diễm Quỳnh vừa nói vừa luồn tay vào người Mạnh Tuấn. Cô... Diễm Quỳnh luồn tay xuống dưới và nắm phải cái gì đó vướng vướng. Mạnh Tuấn túm tay cô lôi ra nhưng cô cứ nắm chặt lấy nó. Trời ơi, cô ta vỗ mông mình giờ lại còn bóp của mình. Sao trên đời này lại có người vô duyên như cô ta nhỉ? Mạnh Tuấn cố đẩy Diễm Quỳnh ra nhưng cô ôm chặt lấy anh. Trên người cô không một mảnh vải che thân. Mọi thứ cứ áp chặt vào người Mạnh Tuấn. Diễm Quỳnh, cô buông tôi ra đi. Chịu khó ở trong này xả nước lạnh. Rồi cô sẽ bình thường trở lại. Diễm Quỳnh nhìn Mạnh Tuấn, mắt cô cứ đờ ra như cá chết. Chúng ta quất nhau đi, anh không dám à? Hay là anh chê tôi? Nói cho anh biết tôi vẫn còn zin đấy. Tôi chưa từng quan hệ đâu. Nhưng mà hôm nay tôi lạ quá. Tôi cứ thèm khát cảm giác đó. Nào, mình quất nhau đi. Quất nhau luôn đi. Mạnh Tuấn nhìn Diễm Quỳnh một lần nữa. Nói thật là sau một hồi va chạm cơ thể, thì anh cũng có cảm giác ham muốn với cô rồi. Anh hỏi lại cô. Cô sẽ không hối hận chứ? Không hối hận. Nói rồi Diễm Quỳnh kéo đầu Mạnh Tuấn thấp xuống rồi hôn anh. Hai người cứ thế lao vào nhau, hôn nhau mãnh liệt. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, Diễm Quỳnh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mạnh Tuấn vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh mỉm cười mãn nguyện. Thật ra cô ấy cũng rất đáng yêu, rất hợp và đúng gu của mình. Anh hôn lên trán cô rồi nằm ôm cô ngủ. Sau khi phát sinh quan hệ với cô, thì anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi. Anh bắt đầu thấy thích cô. Anh không còn ác cảm với cô nữa. Lúc trước anh nói cô lấc cấc ngang ngược, nhưng bây giờ anh lại thấy cô rất đáng yêu cá tính. Anh lại thấy mẹ anh mai mối cho anh, cô ấy là rất hợp lý. Sau này anh sẽ không cãi lời mẹ anh nữa. 6 giờ sáng Diễm Quỳnh tỉnh giấc, cô thấy mình đang bị ai đó ôm chặt cứng. Cô nghĩ ngay tới cái Linh vì cô nhớ là tối qua cô đi cùng nó mà, cô lẩm bẩm. Mày buông tao ra được rồi đấy, ôm gì mà chặt thế hả? Cô mới quay mặt lại thì cô giật mình hoảng sợ. Người ôm cô không phải con Linh mà là một người đàn ông. Cô hoang mang tột độ. Chết bỏ mẹ rồi, mình đang ngủ với ai thế này? Cô vội vàng gỡ tay người đó ra khỏi người mình rồi cô ngồi dậy. Cô thấy đầu cô đau như búa bổ. Cổ họng cô khô khốc, toàn thân cô ê ẩm. Vùng nhạy cảm thì đau rát kinh khủng. Má ơi, đêm qua chắc phải dữ dội lắm.
Cô hoảng sợ tới mức muốn tụt đường huyết luôn. Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Quỳnh ơi là Quỳnh, sao mày lại ra nông nỗi này chứ? Không biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng bây giờ cứ chuẩn trước đã. Cô vội vàng bật dậy, nhặt quần áo trên sàn rồi cuống cuồng mặc vào người. Điện thoại, túi sách, giày cao gót. Xong xuôi cô vội chạy ra cửa, nhưng cô chợt dừng lại. Khoan đã, anh ta là ai nhỉ? Cô quay lại nhìn anh ta, thì anh ta úp mặt vào gối. Cô chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh ta. Vừa nãy cô tỉnh giấc vì quá hoảng sợ, cô còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh ta nữa. Thôi kệ vậy, một tai nạn không may khi cô say rượu thôi. Cô nghĩ bụng chắc anh ta là một người đàn ông lạ nào đó, cùng uống rượu với cô đêm qua. Cứ chuẩn trước đã, mọi chuyện tính sau đi. Diễm Quỳnh mở cửa, cô chạy nhanh ra ngoài. Thì cô gặp một cô đang quét dọn. Cô đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra đây chính là quán ba hôm qua mà cô với Linh tự uống rượu. Cô chỉ nhớ cô và Linh uống rất nhiều rượu, nhưng sau đó như thế nào thì cô không nhớ nữa. Cô chạy ra ngoài và vẫy xe taxi đi thẳng tới nhà cái Linh. Thấy cô gọi cửa, Linh uể oải đi ra mở cửa rồi trách móc. Diễm Quỳnh, đêm qua đang uống rượu mà mày chạy đi đâu thế hả? Tao gọi cho mày không được luôn. Tao sắp điên rồi Linh ơi. Sao thế? Diễm Quỳnh vào nhà cô uống hết một cốc nước lạnh rồi hoang mang hỏi Linh. Đêm qua tao với mày đi ba uống rượu đúng không? Đúng. Tao với mày uống rất nhiều đúng không? Đúng. Thế sau đó xảy ra những chuyện gì mày biết không? Thì đang uống mày nói đi vệ sinh rồi mày biến mất luôn. Tao tìm không thấy mày, tao tưởng mày trốn về trước rồi. Thế là chết tao rồi. Thế mày đi đâu vậy? Sao không nói với tao một câu? Làm tao gọi điện cho mày mãi không được. Diễm Quỳnh ôm đầu hoang mang. Chết tiệt, sao tao không nhớ gì thế này? Thế mày về nhà hay đi đâu? Tao không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng sáng nay tỉnh giấc, tao thấy mình đang nằm cạnh một người đàn ông lạ. Cái Linh hét toáng lên. Hả? Mày ngủ với đàn ông lạ? Sao có thể? Thế tao mới hoang mang đây. Thế là đêm qua mày ấy ấy rồi hả? Tao không nhớ nhưng chắc chắn là có rồi. Mày nhìn vết bầm ở ngực tao này, rồi ở vùng nhạy cảm tao đau rát lắm. Chết rồi, có nghĩa là đêm qua mày sai quá. Mày phát sinh quan hệ với người lạ rồi, có thể gọi đó là tình một đêm đó. Trời ơi là trời, 28 năm gìn giữ của tao, giờ để thằng khốn đó ăn hết, mẹ nó chứ, ấm ức thật mà. Thôi mày đừng buồn nữa, ai trong đời chả mắc sai lầm vài lần chứ. Lần sau phải cẩn thận, đừng để như vậy nữa. Tao sợ quá, tao phải làm sao bây giờ hả Linh? Đừng sợ, giờ đi tắm đi, rồi tao lấy thuốc cho uống. Đi tắm cho sạch đi. Ừ, ăn phở nhé, tao mua cho. Ừ. Diễm Quỳnh ngâm mình trong bồn tắm. Cô tắm rửa kỳ cọ thật sạch. Cô kỳ mạnh tới mức toàn thân đỏ lên. Cô cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua, nhưng cô không nhớ gì cả. Hiện tại người đàn ông ngủ với cô là ai, cô cũng không biết nữa. Cô lẩm bẩm tự trấn an bản thân. Đó chỉ là một tai nạn không may xảy ra với mình thôi. Lần sau mình phải thật cẩn thận, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra lần thứ hai. Mình phải nhớ kỹ lấy, nếu không mình sẽ chết vì nhục mất. Diễm Quỳnh tắm xong, cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp mà Linh đưa cho. Ngồi ăn sáng thấy Quỳnh buồn bã, Linh liền động viên. Không sao đâu, đó chỉ là một tai nạn không may thôi. Mày đừng suy nghĩ nữa nhé. Diễm Quỳnh thở dài, cô nuốt không trôi, Linh lại nói tiếp. Mày tôn thờ chủ nghĩa độc thân nên mày mới nói chuyện đó rất nghiêm trọng. Còn đối với mọi người thì đó là chuyện hết sức bình thường mà. Bây giờ giới trẻ họ ngủ với nhau như gà mà. Như tao đây, lúc có bạn trai tối nào mà chẳng quan hệ. Lúc mới yêu cả tháng luôn, trừ 3 ngày tới tháng còn ngày nào chả ấy. Ấy nhiều lại nghiện như nghiện ma túy đó mày. Diễm Quỳnh nắm chặt tay lại. Mày thấy chuyện này bình thường thật chứ? Ờ, rất bình thường luôn. Mà biết đâu sau vụ này mày lại mê trai giống tao thì sao nhỉ? Không đâu, tao vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân nhé. Tao không mê trai nhé. Rồi cái Linh tò mò hỏi. Thế anh chàng may mắn đêm qua là ai vậy hả? Diễm Quỳnh gãi đầu mặt ngu ngu. Tao không biết. Cái gì? Quất nhau cả đêm giờ hỏi không biết? Mày đùa tao đấy hả Quỳnh? Thì tao say quá, tao không nhớ gì cả. Lúc sáng tao tỉnh giấc, tao hoảng quá, tao bỏ chạy luôn mà. Cái Linh vò đầu vứt tai hoang mang nói. Trời đất ơi, mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi thì mày cũng phải cố nhìn mặt thằng đó xem, để xem cái thằng đầu tiên ngủ với mày là người như thế nào, có ngon trai hay không chứ. Thì lúc đó tao cuống quá, tao không nghĩ được gì cả. Thôi thế thì tao cũng bó tay với mày rồi đấy. Mà thôi, bỏ qua đi.
Mày uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi chắc không có vấn đề gì đâu. Một tuần sau đi kiểm tra sức khỏe, cho chắc là được. Lại phải đi kiểm tra sức khỏe nữa hả? Ừ, đi kiểm tra xem mày có bị lây bệnh truyền nhiễm gì không? Đêm qua mày say quá, nên chắc chắn mày không sử dụng biện pháp an toàn mà. Diễm Quỳnh thở dài mệt mỏi. Lần này chắc tao sợ tới chết luôn, tao không dám uống say nữa đâu. Cái Linh nó gật đầu nói. Ờ, lần sau tao cũng không dám uống nhiều như vậy nữa. Lần này tao với mày coi đó là bài học xương máu nhé. Mạnh Tuấn tỉnh dậy, anh nhìn đồng hồ đã 10 giờ trưa. Cô gái bên cạnh đã biến mất từ bao giờ, anh ngồi dậy vươn vai. Đêm qua mình hơi quá sức rồi. Mạnh Tuấn nhìn vệt máu khô dính ở ga giường, anh mỉm cười. Anh khoái chí khi biết mình là người đàn ông đầu tiên của Diễm Quỳnh. Mẹ anh nói cô ấy là gái ngoan. Anh ngẫm thấy đúng thật, anh cũng từng trải qua mấy mối tình. Nhưng Diễm Quỳnh là cô gái mà anh thấy đặc biệt nhất. Mạnh Tuấn dậy tắm rồi thay đồ. Anh phải tới công ty gấp vì có đối tác làm ăn đang chờ anh ở công ty. Anh là tổng giám đốc công ty mỹ phẩm và anh còn có 2-3 rượu lớn. Vì anh bận nhiều công việc nên năm nay anh 32 tuổi, nhưng anh vẫn chưa muốn kết hôn là thế. Nhưng sau đêm qua thì anh bắt đầu muốn có người yêu và anh muốn có vợ rồi. Và cô gái anh muốn theo đuổi chính là cô gái đêm qua say rượu, sàm sỡ anh tên Diễm Quỳnh. Cô gái đặc biệt đã khiến anh rơi vào lưới tình chỉ sau một đêm say rượu. Anh lấy điện thoại cho mẹ anh. Con à? Dạ là con đây. Con gọi là muốn thông báo cho mẹ một tin vui ạ. Tin vui gì thế con trai? Con đồng ý tìm hiểu cô gái tên Diễm Quỳnh mà mẹ đang mai mối cho con rồi ạ. Nếu thành công con sẽ cưới cô ấy làm vợ luôn. Bà Thu còn không tin vào tai mình nữa. Con trai bà vừa hôm qua còn chê Diễm Quỳnh lấc cấc, ngang bướng. Con trai bà còn nói sẽ không đồng ý tìm hiểu. Dù có hết con gái để lấy thì con trai bà cũng không muốn tìm hiểu Diễm Quỳnh. Thế mà một ngày sau con trai bà lại gọi điện thông báo là đồng ý tìm hiểu và muốn cưới Diễm Quỳnh. Bà Thu còn ngạc nhiên hỏi lại. Mạnh Tuấn, con vừa nói gì cơ? Con đồng ý tìm hiểu con bé Diễm Quỳnh rồi sao? Mẹ có nghe nhầm không? Mẹ không nghe nhầm đâu ạ. Ủa sao lạ quá vậy? Con vừa bị ngã hả? Đầu con bị thương hả con? Mẹ kỳ thật, con nói mẹ lại càng không tin. Thôi con tới công ty đây. Tối con về sớm ạ. Diễm Quỳnh trở về nhà, cô tránh ánh mắt nghi ngờ của mẹ nên cô đi vào phòng luôn. Bà Hoa liền gọi. Diễm Quỳnh, ra đây mẹ bảo đây. Mẹ bảo con gì ạ? Ngồi xuống đi. Mà sao trông con nhợt nhạt thế hả? Con không sao ạ. Mẹ bảo gì con ạ? Bà Thu vừa gọi điện cho mẹ và bảo rằng con trai bà ấy rất thích con. Diễm Quỳnh đang uống nước cô phụt ra. Hả? Mẹ nói cái tên kiêu ngạo đó thích con ư? Không thể nào. Vừa hôm trước con và hắn đã khẩu chiến quyết liệt ngay trong lần gặp mặt đầu tiên mà. Không thể có chuyện hắn thích con được đâu ạ. Mẹ nhầm lẫn rồi ấy. Bà Thu gọi điện nói chính là con trai bà bảo với bà như thế mà không nhầm lẫn được đâu. Thế thì bà Thu lừa mẹ chắc luôn. Cái tên kiêu ngạo đó không đời nào thích con được. Mẹ không cần biết, nhưng tối mai con phải đi cùng mẹ. Con mà gây chuyện thì đừng trách mẹ. Sao mẹ bảo thứ bảy cơ mà, mai mới thứ năm thôi. Đấy, bà Thu nói con trai bà ấy rất muốn gặp con. Nên tối thứ năm họ mời chúng ta đi ăn. Thứ bảy họ mời chúng ta sang nhà họ chơi. Con không muốn đi đâu, mẹ đi một mình đi. Bà Hoa trừng mắt nhìn cô. Mẹ nói con không nghe lời mẹ đúng không? Thằng Mạnh Tuấn rất giỏi, nó có mấy công ty liền. Mẹ nó lại rất quý mến con mà lấy nó thì quá tốt rồi. Đáng lẽ ra con phải thấy mình may mắn khi được nhà nó để ý chứ. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con không muốn lấy chồng, con muốn sống độc thân cả đời này, con sẽ chăm sóc bố mẹ cả đời luôn. Mẹ cứ bắt con lấy chồng, thế sau này mẹ già yếu ai chăm sóc mẹ chứ? Tôi nhờ con trai con dâu chứ tôi không cần chị phải lo. Tôi chỉ cần chị đi lấy chồng hộ tôi đi. Chị ở nhà mãi thế. Lúc nào tôi cũng hình dung trong nhà có quả bom nổ chậm. Nói thật tôi thấy nhức cái đầu lắm. Chị làm ơn lấy chồng giúp tôi đi cho yên cửa yên nhà. Chứ chị mà không lấy chồng chắc tôi với bố chị chết sớm quá. Thôi được rồi, đi ăn tối cùng bà Thu và con trai bà ấy cũng được thôi. Nhưng lần sau con chắc chắn con sẽ khiến anh ta sợ chạy mất dép luôn. Bà Hoa tức quá đập vào đầu Diễm Quỳnh một phát. Con vừa nói cái gì hả? Con muốn chết đúng không? Con thử gây chuyện đi rồi mẹ tống con ra khỏi nhà. Để xem lúc đó con sống thế nào, đổ ngang ngược. Sao mẹ đánh con?
Mẹ đập chết ăn thịt luôn ấy, đánh còn may đấy. Cứ liệu cái thần hồn đi, nuôi cho lớn rồi không chịu đi lấy chồng. Điên thật mà. Diễm Quỳnh vùng vằng đi về phòng. Lấy chồng, lúc nào cũng bắt mình lấy chồng. Đeo gông vào cổ chứ có gì sung sướng đâu mà bắt lấy chồng hoài. Ngày hôm sau tới giờ hẹn, bà Hoa và Diễm Quỳnh đi tới nhà hàng mà bà Thu hẹn. Hai bà đã bàn với nhau từ trước là sẽ tìm cớ đi về trước để cho đôi trẻ ngồi ăn và nói chuyện với nhau. Mạnh Tuấn vui vẻ hỏi Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh, em vẫn ổn chứ? Tôi ổn, mà sao anh lại hỏi vậy? À, anh thấy em hơi mệt mỏi, chắc là dư âm của đêm hôm đó. Đêm hôm đó? Diễm Quỳnh chột dạ. Anh nói vậy là sao? Đêm hôm nào chứ? Hai hôm trước em tới quán anh uống rượu mà. Anh đang thắc mắc là tại sao em lại coi như không quen biết anh vậy? Rõ ràng là chúng ta... Cái thìa trên tay Diễm Quỳnh rơi xuống đất. Tài cô ủ đi, chuyện quái quỷ gì thế này? Sao Mạnh Tuấn lại nói vậy chứ? Không lẽ anh ta chính là người đàn ông ngủ với cô đêm hôm đó sao? Cô ấp úng nói. Anh nói gì lạ vậy, tôi không hiểu gì hết. Em say quá, em không nhớ à? Vậy để anh nhắc lại cho em nhớ nhé. Đêm hôm đó em say rượu, em sàm sỡ anh, rồi chúng ta đã ngủ với nhau trong phòng riêng của anh. Em không nhớ gì thật sao? Đêm đó em dữ dội lắm mà. Diễm Quỳnh hoang mang tột độ. Cô bắt đầu lờ mờ nhớ ra mọi chuyện. Phải rồi, bảo sao cô thấy giọng nói của anh quen quen, khuôn mặt cũng quen nữa. Tai cô bắt đầu văng vẳng mấy câu nói của cô đêm hôm đó. Chúng ta quất nhau đi, anh không dám à? Chúng ta quất nhau đi, nói cho anh biết tôi còn trinh đấy. Cô sẽ không hối hận chứ? Không bao giờ hối hận. Rồi cảnh tượng hôn nhau, lột quần áo làm tình dữ dội. Cuối cùng cô cũng đã nhớ ra người đàn ông đêm hôm đó chính là Mạnh Tuấn. Diễm Quỳnh hoang mang bịt tai lại. Trời ơi, sao có thể chứ? Mình luôn kiêu hãnh trước mặt anh ta, nhưng cuối cùng mình lại say rượu và gã anh ta làm tình. Nhục mặt quá mà. Diễm Quỳnh xấu hổ quá, cô vội vàng đứng dậy tìm cách chạy trốn. À, tôi chợt nhớ tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước đây, chào anh. Ơ kìa, chúng ta chưa ăn xong mà. Diễm Quỳnh đi thật nhanh ra ngoài, cô không dám quay mặt lại nữa. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã và xấu hổ như thế. Có lẽ đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời cô. Diễm Quỳnh vì thấy quá xấu hổ với Mạnh Tuấn, nên cô nhanh chóng bỏ chạy. Cô đi nhanh ra ngoài cổng và vẫy xe taxi. Trong lúc chờ xe taxi mà hai chân cô cứ run lật bật, cô sắp đứng không vững nữa rồi. Mạnh Tuấn lái xe ô tô tới trước mặt cô và nói. Lên xe đi, anh chở em về. Diễm Quỳnh vội vàng từ chối. Không cần đâu, anh cứ về đi, tôi đi taxi về được rồi. Anh muốn đưa em về. Em tới đây ăn tối cùng anh thì anh phải có trách nhiệm đưa em về chứ. Sao anh có thể để em về bằng taxi được? Lên xe đi. Không, anh về đi, tôi còn tới nhà bạn tôi nữa. Lên xe đi, anh có chuyện muốn nói với em. Diễm Quỳnh biết cô không thể trốn Mạnh Tuấn mãi được, vậy thì cô phải tìm cách chấm dứt luôn chuyện này mới được. Diễm Quỳnh lên xe ô tô của Mạnh Tuấn. Anh muốn nói chuyện với tôi à? Vậy tới quán cà phê đi. Được. Mạnh Tuấn chở Diễm Quỳnh tới quán cà phê, hai người ngồi uống cà phê và nói chuyện. Mạnh Tuấn bắt đầu trước. Anh muốn biết sau đêm hôm đó em cảm thấy thế nào, em nghĩ sao về anh? Nếu anh muốn chúng ta hẹn hò thì em thấy sao? Diễm Quỳnh mặc dù đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng cô là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, cả đời cô sẽ không kết hôn, nên cô phủ nhận chuyện đêm đó. Đêm đó tôi quá say, tôi không biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi tỉnh táo lại thì tôi vẫn là chính tôi. Tôi là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, thế nên tôi có nguyên tắc 3 không của tôi, đó là không hẹn hò, không kết hôn, không sinh con. Tôi đã nói rõ ràng quan điểm như vậy rồi, anh đã hiểu chưa? Mạnh Tuấn cảm thấy hơi khó hiểu. Đêm hôm đó Diễm Quỳnh cư xử hoàn toàn trái ngược với những gì mà cô vừa nói. Không lẽ con gái khi say rượu lại biến thành một người hoàn toàn khác như thế sao? Anh ngập ngừng hỏi lại. Em vẫn không muốn hẹn hò với anh, cả khi chúng ta đã... Diễm Quỳnh liền cắt ngang lời Mạnh Tuấn. Anh cứ coi như đó là tình một đêm, không vương vấn, không ràng buộc, thế thôi. Thì chúng ta cũng có duyên với nhau mà. Bố mẹ hai bên đều muốn chúng ta thành một đôi. Tại sao em không suy nghĩ lại? Tôi nói rồi, chúng ta hãy coi đó là tình một đêm, xong là xong. Không còn liên quan gì nữa, anh hiểu chứ? Là do anh không đủ tốt, hay là còn lý do nào khác nữa? Vì không muốn dây dưa với Mạnh Tuấn nữa,
nên Diễm Quỳnh tìm đại một lý do nào đấy. Cô nói mà không cần suy nghĩ. Một phần là tôi không thích cuộc sống hôn nhân gò bó. Một phần là do anh yếu sinh lý, chưa đủ mạnh để làm bạn trai của tôi. Thế lý do đã đủ hợp lý chưa? Câu trả lời của Diễm Quỳnh khiến Mạnh Tuấn sốc ngang. Anh cứng miệng không nói được câu gì nữa. Diễm Quỳnh đứng dậy và nói: Tôi nói hết lời với anh rồi, anh hãy quên một người như tôi đi. Và sau này đừng có làm phiền tới tôi nữa. Tôi về đây, chào anh. Diễm Quỳnh đi về rồi mà Mạnh Tuấn vẫn ngồi trơ ra đó. Anh vẫn chưa hết sốc. Diễm Quỳnh là người đầu tiên chê anh yếu sinh lý, khiến anh sốc và ngại ngùng. Anh trở về nhà lòng nặng trĩu suy tư. Sau mấy năm độc thân tập trung lo công việc thì tới tận bây giờ anh mới thấy thích một cô gái. Nhưng mà cô ấy lại không thích anh, không muốn hẹn hò với anh. Mặc dù hai người đã có một đêm bên nhau rất mặn nồng. Bà Thu thấy con trai về nhà với tâm trạng không vui, bà vội hỏi: Tuấn, buổi hẹn hò đầu tiên thế nào, có tốt không con trai? Không tốt chút nào, cô ấy không thích con mẹ ạ. Con bé không thích con thật sao? Vâng, cô ấy đã từ chối con và bảo con không được làm phiền cô ấy nữa. Thôi, con lên gác ngủ đây, nay con hơi mệt. Bà Thu thấy vậy, bà liền gọi điện cho bà Hoa. Hai bà nói chuyện với nhau một hồi lâu mới tắt máy. Sáng ngày hôm sau, Diễm Quỳnh vừa ngủ dậy thì cô giật mình khi thấy mẹ đứng chống nạnh ở cửa từ bao giờ. Mẹ, mẹ làm con giật cả mình rồi đấy. Dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài nói chuyện với mẹ. Vâng vâng, con biết rồi. Bà Hoa nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi đi ra ngoài. Diễm Quỳnh cũng đoán ra vì tối qua cô đã thẳng thắn từ chối con trai bà Thu như vậy mà. Đánh răng rửa mặt xong, cô đi ra phòng khách nói chuyện với mẹ cô. Mẹ nói đi ạ. Con và Mạnh Tuấn thế nào rồi? Chấm hết rồi mẹ. Con định như thế nào? Con đã nói rồi đó, con sẽ không kết hôn và ở vậy cả đời. Giỏi lắm, vậy con ký vào đây và dọn ra khỏi nhà ngay lập tức. Ơ kìa mẹ, sao mẹ lại? Đọc rồi ký đi, ký xác nhận từ nay không mẹ con gì hết. Sau đó thì dọn đồ ra khỏi nhà. Mẹ nhất quyết ép con phải lấy chồng đúng không? Được thôi, vậy con sẽ dọn ra khỏi nhà. Diễm Quỳnh tức giận khi thấy mẹ cô đối xử bất công với cô. Đã vậy thì cô sẽ dọn ra khỏi nhà cho mẹ cô thấy. Cô sẽ không chịu thua mẹ cô đâu. Tính ngang bướng này là cô được thừa hưởng từ mẹ cô mà. Diễm Quỳnh dọn quần áo trong phòng, cô liếc nhìn ra cửa để xem mẹ cô có vào giữ cô ở lại không. Nhưng mẹ cô đã đi về phòng ngủ luôn rồi. Diễm Quỳnh tới quán của cái Linh ở nhờ. Vì đợt này cái Linh mới chia tay bạn trai nên nó đang sống một mình. Linh, mày cho tao ở nhờ đây nhé. Ủa, sao tự dưng mày lại tới đây ở nhờ nhà tao thế? Vì tao không chịu kết hôn nên mẹ tao đuổi tao đi. Mày cho tao ở nhờ một tháng rồi tao tính tiếp nhé. Ờ, cứ thoải mái đi. Sau này tao ở một mình cũng chán mà. Vì không muốn kết hôn để sống độc thân một mình mà Diễm Quỳnh đã dọn ra khỏi nhà để sống tự lập. Cô quyết định không dựa dẫm vào bố mẹ cô nữa. Cô muốn chứng minh cho bố mẹ anh chị của cô biết rằng dù không kết hôn nhưng cô vẫn sống hạnh phúc và còn tốt hơn, thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng những ngày tháng sau đó Diễm Quỳnh đã vướng vào sóng gió cuộc đời. Tất cả mọi thứ thay đổi nhanh tới mức khiến cô hoang mang tột độ. Cô dọn ra ngoài sống tự lập thì nửa tháng sau cô bị mất việc. Chỉ vì ông sếp già của cô muốn rủ cô đi du lịch riêng một tuần. Cô từ chối thẳng vì ông sếp già dây xồm ấy có ý đồ với cô. Thế là cô bị sa thải ngay lập tức và một nửa tiền lương của cô bị kẹt ở công ty đó. Thất nghiệp, cô ở nhà cày tóp tóp nhưng vận hạn của cô vẫn chưa dừng lại. Cày tóp tóp 8 triệu người theo dõi của cô khóa dài hạn và chưa biết bao giờ mới được mở lại. Đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của cô cũng bay màu. Thế là Diễm Quỳnh nhanh chóng đi làm hồ sơ để tìm việc mới và cô đi khám sức khỏe thì cô biết tin mình mang thai. Lúc đó mọi thứ sụp đổ hết, cô vội vàng về nhà cầu cứu cái Linh. Cái Linh nó cũng sốc ngang khi biết cô mang thai. Rõ ràng hôm đó Linh đã đưa thuốc tránh thai khẩn cấp cho cô uống rồi, thế mà cô vẫn mang thai là sao? Cả hai người cuống lên không biết phải làm sao nữa. Linh ơi, giờ tao phải làm sao đây, tao sợ lắm. Rõ ràng đã uống thuốc tránh thai, sao mày vẫn mang thai được nhỉ? Tao không biết nữa. Mẹ nó, nói giống nhà lão đó, lì lợm thật. Hay là tao đi phá nhé. Nếu tao không phá thai thì làm sao tao có thể tìm được công việc mới đây?
Làm gì có công ty nào nhận người đang mang thai chứ. Phá thai thì tội đứa bé lắm. Nhưng giờ mày nhìn tao đi, tao thất nghiệp, cành tóc tóc cũng bị khóa rồi. Tao sắp cạn tiền rồi, tao làm sao nuôi nổi đứa bé. Hay mày thử tìm Mạnh Tuấn xem, để anh ta chịu trách nhiệm với đứa bé. Không được, tao đã nói tuyệt tình với anh ta như vậy rồi. Tao không còn mặt mũi nào để gặp lại anh ta nữa. Với lại tao không muốn kết hôn. Thế nhất định phải phá thai sao? Tao không còn cách nào khác nữa. Diễm Quỳnh bật khóc nức nở. Sao mọi chuyện lại đen đủi xảy ra với cô dồn dập cùng một lúc thế này? Làm sao cô chịu nổi chứ? Linh ôm bạn động viên. Thế là hai người bạn cứ ôm nhau khóc nức nở. Thế nhưng sau một đêm suy nghĩ thì Diễm Quỳnh lại quyết định giữ đứa bé lại. Cô không nỡ bỏ đứa bé đi. Cô quyết định sẽ sinh đứa bé ra và làm mẹ đơn thân. Đó là một quyết định rất khó khăn, nhưng lương tâm cô không cho phép cô phá thai. Cô vẫn đi làm hồ sơ rồi nhờ bạn cô làm ở bệnh viện làm giấy khám sức khỏe cho cô. Cô sẽ giấu chuyện mình có thai và đi phỏng vấn xin việc bình thường. Cô sẽ giấu tới khi nào bị phát hiện thì thôi. Tới lúc đó cô cũng đi làm được mấy tháng rồi. Cô cần tiền để lo cho con cô nữa. Nên dù có thai thì cô vẫn phải đi làm việc kiếm tiền cật lực. Làm hồ sơ xong, cô nộp vào công ty mỹ phẩm đang tuyển nhân viên kinh doanh. Với kinh nghiệm 6 năm bán mỹ phẩm của mình thì cô tin chắc chắn mình sẽ được nhận. Diễm Quỳnh biết công ty mỹ phẩm đó qua một người bạn giới thiệu. Cô cũng không để ý tổng giám đốc công ty là ai. Cô không ngờ được công ty cô đang xin vào làm việc lại là công ty của Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn nhìn tập hồ sơ trên bàn, anh hỏi trợ lý. Nay có nhiều người nộp hồ sơ thế à? Vâng, 20 bộ hồ sơ ạ. Anh xem qua đi ạ. Được, để tôi xem qua. Mạnh Tuấn xem bộ hồ sơ thứ 5 thì anh chợt dừng lại. Đỗ Thị Diễm Quỳnh, 26 tuổi, 6 năm kinh nghiệm bán mỹ phẩm DG. Mạnh Tuấn quay lại hỏi trợ lý. Chúng ta đang cần mấy người? Dạ, một người ạ. Vậy chốt cô gái này đi, bảo nhân sự gọi báo lịch phỏng vấn cho cô Diễm Quỳnh luôn đi. Nhưng mà sếp còn chưa xem hết đống hồ sơ mà. Tôi biết Diễm Quỳnh rồi, tôi tin tưởng cô ấy. Vâng, vậy tôi báo nhân sự luôn ạ. Mạnh Tuấn cầm bộ hồ sơ của Diễm Quỳnh, anh mỉm cười. Trái đất tròn thật, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi, Diễm Quỳnh. Mạnh Tuấn ngồi ngả người ra ghế. Đã một tháng trôi qua, kể từ đêm định mệnh ấy, Mạnh Tuấn vẫn chưa thể quên Diễm Quỳnh. Tuy rằng bị cô từ chối thẳng nhưng anh vẫn mong được gặp lại cô một lần nữa. Lần này cô lại chủ động xin vào làm việc trong công ty của anh. Nói thật là anh thấy rất vui. Cô là một trong 20 người xin ứng tuyển, nhưng anh đã chọn duy nhất một mình cô. Thế mới nói anh vẫn để ý tới cô. Nhận được thông báo phỏng vấn, Diễm Quỳnh mừng lắm. Cô nhanh chóng tới phỏng vấn. Nhưng màn phỏng vấn rất đơn giản, cô được nhận vào làm luôn. Diễm Quỳnh còn thấy ngạc nhiên. Nhưng cô không mấy bận tâm, bởi cô lúc này chỉ muốn tìm được một công việc phù hợp để kiếm tiền mà thôi. Cô quyết định giấu nhẹm chuyện mình có thai đi. Cô không dám nói với mẹ cô, bởi cô biết tính mẹ cô, nếu bà biết cô mang thai thì cô chết chắc. Giờ cô cứ giấu được ngày nào thì hay ngày đó, sau này mọi chuyện vỡ lở rồi cô tính sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình Một Đêm Với Trai Lạ của tác giả Tập Từng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.